Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua, tình hình các dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các đơn vị y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc và hóa chất, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Trong tháng 4 đã ghi nhận 146 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 60,4% so với tháng cùng kỳ, không ghi nhận ca tử vong. Tay chân miệng ghi nhận 116 ca mắc, tăng 65,7% so với tháng trước và tăng 52,6% so với tháng cùng kỳ, không có ca tử vong. Một số dịch bệnh khác như sởi, sốt rét, ho gà, uốn ván, tả, thương hàn, cúm. Trong tháng vừa qua không ghi nhận trường hợp mắc. Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong tháng 4 năm 2024 đã thực hiện hơn 1.000 lượt kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và kinh doanh tiêu dùng thực phẩm trên tổng số gần 11.800 cơ sở, trong đó số cơ sở vi phạm là 74 cơ sở.